kính chào quý vị và các bạn. Trước khi không khí lạnh về, thời tiết cả nước chiều nay đều vẫn có nắng. Ở Nam Bộ tiếp tục nóng với nền nhiệt cao, Bắc Bộ thì cũng nắng mạnh và nóng bức không kém. Tại Bắc Bộ chiều nay, tại thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai có mức nhiệt cao từ 32 đến 33 độ. Còn khu vực Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên Phủ, Sơn La sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Đến khoảng đêm nay, thời tiết sẽ bắt đầu có sự thay đổi khi mà không khí lạnh tràn về. Gió mạnh lên và trời chuyển mưa dông lần lượt từ vùng núi phía Bắc xuống tới khu vực Bắc Trung Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to, kèm theo nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào tới hết miền Trung, phải đêm mai mới chịu tác động của không khí lạnh. Vì vậy, chiều nay khu vực này vẫn sẽ có nắng và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Tĩnh và Huế sẽ là từ 33 đến 34 độ. Còn Đồng Hới, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang hay Phan Thiết sẽ là từ 31 đến 32 độ. Ở Tây Nguyên, chiều nay dự báo sẽ không có mưa. Tất cả các thành phố đều có nắng cùng với mức nhiệt là từ 30 cho đến 31 độ. Riêng Đà Lạt sẽ vào khoảng là 25 độ. Nam Bộ là nơi nắng mạnh và nóng nhất cả nước. Rất nhiều thành phố bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ có mức nhiệt cao 33 đến 34 độ, trời nóng. Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng chung thời tiết tốt, trời có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng là cấp 3 đến cấp 5. Và cuối cùng là dự báo thời tiết cho một số thành phố trong chiều và đêm nay.